Tội ác giáo hội Công giáo phần 1. Tòa án dị giáo. Tòa án dị giáo được vận hành bởi giáo hội Công giáo, một bằng chứng lộ rõ sự suy đồi và tàn độc của giáo hội Công giáo. Tòa án dị giáo được thành lập để trở thành một tòa án về tôn giáo, trở thành một tổ chức xuyên quốc gia của giáo hội. Nó được lập ra để kết án những kẻ dị giáo. Bị phát hiện bởi giáo hội, khái niệm những kẻ dị giáo được định nghĩa bởi giáo hội là những tín đồ khăng khăng phản đối sự sai trái và những học thuyết của giáo hoàng và muốn được sống theo giáo lý kinh thánh để cai trị thế giới theo cách họ muốn. Giáo hoàng đã thử thoát khỏi lề thói của kinh thánh và cấm người ta đọc nó. Giáo hoàng Alexander III đã gán cái mác cho những ai dám đọc kinh thánh là kẻ dị giáo và chỉ huy bắt nhốt những tín đồ bị kết án như những kẻ dị giáo và tuyên bố trưng dụng toàn bộ tài sản của họ. Giáo hoàng Innocent III đã lập ra tòa án dị giáo và đề xướng quân thập tự chiến đấu với những kẻ dị giáo. Nhiều người Công giáo đã bị giết chết và bị tước đoạt tài sản. Giáo hoàng Gregorio IX yêu cầu trừng phạt những kẻ dị giáo không có sự hối cải và bổ nhiệm dòng Dominic để quản lý tòa án dị giáo. Giáo hoàng Innocent IV đã ban bố một lực lượng cận vệ để giết chóc một cách công khai, cho phép tra tấn và chỉ huy thiêu sống tất cả những kẻ phản đối đạo Công giáo. Đây thực sự là một vụ án tôn giáo nổi bật của thế kỷ. Giordano Bruno, một nhà thiên văn thời Trung Cổ, bị buộc tội là một kẻ dị giáo bởi giáo hội và bị thiêu sống trên cọc. Lý do ông ta bị thiêu sống vì đã phủ nhận thuyết địa tâm, mặt trời quay quanh trái đất, mà thay vào đó là thuyết nhật tâm, trái đất quay quanh mặt trời. Sau đó, Galilei đã xác minh điều đó. Trái đất quay quanh mặt trời, nhưng tuyên bố của ông ta quá dị đoan. But he too was declared a heretic. Và bị buộc phải từ bỏ lý thuyết nhật tâm của ông ta. Thánh nữ rằng, cô hầu xứ Auckland, người đã bảo vệ nước Pháp thoát khỏi cơn khủng hoảng, đã bị thiêu sống trên cọc vì bị kết tội là phù thủy bởi tòa án dị giáo. Nhiều năm trôi qua, tòa án dị giáo đã giúp giáo hoàng cưỡng đoạt thêm nhiều lãnh thổ cho hắn. Để giữ vững quyền lực, giáo hội đã cáo buộc những kẻ dám đứng lên chống lại họ là kẻ dị giáo và thủ tiêu họ. Nếu một ai đó bị chỉ trích là kẻ dị giáo một lần, thì người đó sẽ không có quyền phản biện. Người đó sẽ bị tra tấn dã man, bị bỏ tù vĩnh viễn hoặc bị đưa ra chiến trường. Tòa án dị giáo là nỗi ô nhục nhất và là sản phẩm của quỷ dữ trong lịch sử loài người. Nó được thành lập bởi các đời giáo hoàng và được họ sử dụng trong suốt 500 năm để củng cố quyền lực của bản thân. Tòa án dị giáo là một sự ô nhục nhất. Harry Hampton Henley, cẩm nang kinh thánh của Henley, chưa từng có bất kỳ ghi chép thể hiện các giáo hoàng thánh thiện và bất khả sai từng xin lỗi. Ông ta đã được đưa quyền lực để gây chiến với các vị thánh và để chinh phục họ. Sách Khải Huyền 13:27. Các nhà sử học đã ước tính rằng ở thời Trung Cổ và giai đoạn đầu thời kỳ Phục Hưng, hơn 50 triệu người tử vì đạo chết trận dưới tay các đời giáo hoàng. Thời đại đen tối, 50 triệu người tử vì đạo bị giết chết. Theo sự tăng dần về của cải và quyền lực, giáo hội đã giết chết một số lượng lớn nhiều người. Nó là sự biến chất của lịch sử khi gọi lũ giết người là các sứ giả hòa bình. Kinh Thánh miêu tả những tội ác của giáo hội như sau. Tôi đã thấy bà ta
uống rượu cùng với máu của các vị thánh, máu của những người đã làm chứng cho Chúa Giê-xu. Khi thấy cô ấy, tôi đã rất kinh ngạc. Sách Khải Huyền 17:2-6. I was greatly astonished. Hắn sẽ lên tiếng chống lại đấng tối cao và áp chế những vị thánh của ông ấy để cố gắng thay đổi quy định và luật lệ. Những vị thánh sẽ bị giao nộp cho hắn một lần, nhiều lần và mãi mãi. Sách Daniel 7:2-5. Will be handed over to him for a time, times, and half a time. Giáo hội Roma, từng được coi là Babylon vĩ đại, đã sát hại những tín đồ vô tội một cách tàn nhẫn. Đó là một sự thật mà ngày nay đã bị lịch sử vạch trần. Which are prophesied in the Bible are clearly seen in history.